Chào các bạn. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách nhập tài khoản và cách sử dụng chuột phải ở trên này. Thì các chức năng của chuột phải để cho các bạn dễ sử dụng. Thì đầu tiên đó là cái vấn đề nhập tài khoản. Thì khi mà các bạn mới cài đặt phần mềm thì trong này nó sẽ là trống và nó không có một cái tài khoản nào cả. Thì các bạn sẽ nhập một tài khoản. Hoặc là khi mà các bạn nhập thêm, mua thêm tài khoản để các bạn nuôi thêm thì mình sẽ hướng dẫn các bạn nhập tài khoản. Thì đầu tiên là các bạn sẽ ấn vào mục dấu cộng này và các bạn ấn vào để thêm thư mục. Ví dụ như là mình sẽ nhập là test demo. Demo 01 chẳng hạn. Sau khi mình nhập cái tên thư mục, ví dụ như các bạn có thể là tập tên thư mục như là bán quần áo, cái này là thư mục bán quần áo, thư mục bán giày dép hoặc là thư mục để PR thương hiệu chẳng hạn. Thì các bạn có thể thêm các thư mục tùy theo ý các bạn. Sau đó các bạn ấn chữ thêm. Thì là xong. Đối với cái thư mục test demo này thì nó chưa có nick nào cả. Thì bây giờ bạn sẽ nhập tài khoản. Thì bạn sẽ ấn vào nút nhập tài khoản này. Thì cái thư mục đã bạn đã chọn. Nếu như các bạn muốn nhập vào cái thư mục test demo 01 này mình vừa tạo thì các bạn sẽ để như thế này. Còn nếu như các bạn muốn nhập thêm một cái thư mục khác thì các bạn nhập vào. Nhưng mình khuyên là khi mà các bạn mới tạo một thư mục thì các bạn nên nhập vào cái thư mục mới tạo. Thì ở đây là một cái file file dữ liệu tài khoản. Thì mình sẽ copy cái file này và dán nó vào đây. Thì định dạng của cái file này nó là UID path 2FA. Thì nó sẽ cách nhau bởi cái dấu sự dọc. Sau khi mà các bạn dán nó vào đây rồi thì các bạn chỉ cần ấn nút thêm. Thì nó đã thêm tài khoản thành công là 199 nick. Sau khi các bạn ấn nút thêm thành công rồi thì các bạn tắt nó đi. Hoặc là các bạn ấn nút đóng đây cũng được. Mình ấn nút đóng. Thì bây giờ là nó bắt đầu nó nhập được vào đây rồi. Là ở cái thư mục test demo này nó có tổng tất cả là 199 nick. Thì bây giờ mình bắt đầu sử dụng đến cái chuột phải. Thì ở trong phần chuột phải này các bạn sẽ có thể là chọn tất cả hoặc là chọn cái bôi đen. Khi mà các bạn chọn vào nút tất cả thì là nó sẽ chọn tất cả 199 nick luôn. Tức là nó, nút nào nó cũng có chọn hết, nick nào nó cũng chọn ở đây. Còn nếu như các bạn không muốn chọn tất cả thì các bạn có thể ấn vào nút bỏ chọn tất cả này. Thì nó sẽ tắt tất cả các cái nút mà bạn bỏ chọn. Còn nếu như các bạn muốn chỉ chọn những cái nick mà các bạn bôi đen này. Thì các bạn bôi đen xong thì các bạn chuyển sang là các bạn chọn chọn chuột phải này, các bạn ấn vào nút chọn này. Chọn nút chọn này xong xuống đây các bạn chọn phần bôi đen. Thì nó sẽ chỉ chọn những cái nick mà bạn bôi đen này thôi. Sau đó các bạn nếu các bạn ấn chạy thì các bạn chọn nó rồi thì các bạn để, còn nếu như các bạn muốn hủy thì các bạn ấn bỏ chọn là được. Sau khi các bạn mới nhập tài khoản vào thì các bạn sẽ tiến hành là test xem là cái tài khoản này nó sống hay là nó đang, chẳng hạn tài khoản mới, thông thường tài khoản mới các bạn nhập thì nó sống 100% rồi, nhưng mình vẫn cứ test cho các bạn xem. Thì ở đây mình sẽ chọn nút bôi đen. Thì các bạn có thể chọn bôi đen này khoảng 200 nick trên một lần để các bạn kiểm tra. Thì các bạn sau khi các bạn chọn cái nút bôi đen này xong thì các bạn ấn vào tiếp cái phần kiểm tra tài khoản này. Trong phần kiểm tra tài khoản này thì các bạn không kiểm tra cái gì ở đây cả nhé. Các bạn chỉ kiểm tra mỗi cái nút là check info UID này. Thì các bạn ấn check info UID thì nó sẽ kiểm tra cho tất cả các cái ID này cho các bạn. Thì nó sẽ thông báo ra là tên của nick này là gì này. Bạn bè hiện tại có bao nhiêu này, đã tham gia nhóm nào chưa này, và đang nằm ở thư mục nào, hoặc giới tính như thế nào. Giới tính nữ hết, tình trạng này là liver là xấu, và lần tương tác cuối là nó chưa tương tác, cho nên là chưa có lần tương tác cuối. Tất cả những nick này bạn đã cập nhật rồi thì bạn sẽ bỏ chọn những nick này đi và bạn sẽ kéo vào đây chọn tất cả những nick còn lại chẳng hạn, hoặc là có thể các bạn ấn vào nút chọn tất cả. Xong bắt đầu các bạn bỏ chọn những cái ô này đi.
Mình ở đây mình chọn một ít ô để test, cho nên mình có thể bỏ chọn một kiểu này. Bây giờ thì mình sẽ kiểm tra tài khoản và xuống đây kiểm tra check info ID và nó sẽ cập nhật hết. Sau khi mà nó cập nhật xong thì khi mà nó cập nhật thì là cái nút chạy tương tác này nó tắt và nó sáng ở mỗi cái nút là dừng tương tác thôi. Nếu như các bạn đang chạy như thế này mà các bạn muốn dừng thì các bạn sẽ dừng ở đây. Nhưng mà check cái thông tin này thì nó check rất nhanh, rồi các bạn không cần ấn dừng. Bây giờ thì nó đã check xong rồi. Nếu như các bạn muốn, các bạn có thể kéo để xem có nick nào bị đỏ hay không. Ví dụ ở đây là có một nick đỏ. Đây là nick này là bị đai. Nếu như các bạn muốn kiểm tra dồn thì các bạn ấn vào trên đầu cái nút tình trạng này. Các bạn ấn chạm vào đây. Thì ở đây là nó có hai nick bị chết. Thì các bạn sẽ bỏ chọn tất cả đi. Sau đó các bạn chọn hai cái nút này, à hai cái tài khoản này bị chết này, và các bạn ấn tích chuột phải thì các bạn sẽ xóa. Thì nó sẽ hỏi là các bạn có muốn xóa hai tài khoản đã chọn hay không. Thì sau khi tài khoản đã xóa sẽ được lưu mục tại mục tài khoản đã xóa, thì các bạn ấn Z. Thì sau khi mà các bạn xóa hai cái nick đấy rồi thì nó sẽ nằm ở trong cái thư mục đã xóa này. Tất cả những cái nick mà bị đai và bị check void này thì các bạn cứ xóa để nằm ở thư mục này. Thì có thể là sau này nó sẽ có những nick nó sẽ sống lại như thế này. Đây những nick nó sống lại thì mình cũng chưa buồn back nó lại. Nếu như ví dụ như nick này nó sống thì các bạn có thể chọn nick này, xong sau đó các bạn chọn chuột phải và các bạn ấn chọn khôi phục tài khoản. Nếu như các bạn chọn thư mục khôi phục tài khoản thì nó sẽ hỏi các bạn là chuyển về thư mục cũ hay chuyển sang thư mục khác. Thì các bạn có thể chuyển về thư mục nào đấy là tùy ý của các bạn. Nếu ví dụ các bạn chuyển sang thư mục khác thì các bạn có sẵn những thư mục ở đây thì các bạn chọn về đâu thì các bạn chọn. Còn nếu mà các bạn chọn về khôi phục về thư mục cũ thì là trước kia nó bị xóa nick này ở thư mục cũ cũ của nó là đang nằm là nick của nó nam. Nếu như các bạn ấn chọn về khôi phục về thư mục cũ thì nó sẽ chuyển về cái thư mục này. Như ở đây là mình không khôi phục, mình cứ bỏ cho nên mình không chọn. Đấy là cái thư mục tài sản tài khoản đã xóa. À, bây giờ thì mình sẽ chỉ cho các bạn cái cách để sử dụng các cái chuột phải. Thì ở trong cái phần chuột phải này, khi mà các bạn tích vào bất kỳ ở đâu ở trên cái bảng điều khiển này thì tích chuột phải thì nó sẽ ra những cái thông tin này. Ở đây mình sẽ giải thích ở cái phần chọn. Cái phần đầu tiên là phần chọn thì nó có chọn tất cả, là các bạn sẽ chọn tất cả những cái tài khoản mà ở trong cái thư mục này của các bạn. Hoặc là nếu như các bạn chọn tất cả thư mục này thì nó có tổng là 1.393 chẳng hạn. Nếu như các bạn chọn tất cả thì là sẽ các bạn sẽ chọn tất là 1.393 nick. Nhưng nếu như các bạn chỉ chọn cái phần bôi đen thì các bạn nó sẽ chỉ chọn những cái nick này thôi. Thì các bạn chỉ chọn 12 trên 1.393 này. Ở đây có một nick cũ bị chết này thì mình có thể xóa nó luôn này. Còn về cái nút chọn tình trạng này là chọn tình trạng liver hoặc là die này thì các bạn có thể chọn tình trạng nào đây, nhưng mà thông thường là mình chỉ sử dụng hai cái nút là chọn tất cả hoặc là chọn phần bôi đen thế thôi. Còn cái nút bỏ chọn tất cả này thì là thay vì cái việc là các bạn cứ nhấp nhấp này để bỏ thì các bạn chỉ cần ấn bỏ chọn tất cả nó sẽ bỏ tất, sau đó các bạn sẽ chọn lại. Tiếp theo là đến phần copy. Cái copy này mục đích của nó là copy tất cả những cái dữ liệu của các cái nick này để bạn lưu trữ ra một cái nơi khác, phòng trường hợp mà chẳng may mà máy tính của các bạn bị hỏng hoặc là phần mềm nó có sự cố thì các bạn còn có cái file lưu giữ dữ liệu của nick. Thì ở trong cái phần copy này các bạn sẽ chọn tất cả, chẳng hạn các bạn sẽ chọn tất cả cái thư mục ở đây là các bạn chọn tất luôn là 1.392 nick. Xong sau đó là các bạn sẽ chọn ở đây là cái phần UID path token 23 này. Tất cả những cái phần này là các bạn không cần quan tâm nó làm gì cả. Sau này khi nào các bạn dành rồi thì các bạn sẽ quan tâm đến nó sau. Còn khi các bạn mới thì các bạn chỉ cần copy cho mình cái này thôi. Khi các bạn chọn copy và chọn xuống cái dòng này, copy. Và sau đó là các bạn ví dụ như các bạn sẽ dán nó vào đây.
chẳng hạn đây là cái file dữ liệu bạn sẽ lưu lại. Cái này thì sau khi mà các bạn chạy được khoảng 10 ngày thì là các bạn sẽ nên copy lại một lần. Các bạn copy tất thì các bạn lưu giữ lại. Thì ngộ nhỡ chẳng may có vấn đề gì phát sinh về máy móc hoặc là về tài khoản thì các bạn còn có cái mà các bạn lưu giữ cái dữ liệu của các bạn. Tiếp theo ở cái phần mở trình duyệt này thì các bạn cũng chưa cần quan tâm đâu, sau này các bạn sẽ tính sau. Cái phần mở trình duyệt này nó không có tác dụng gì cả mấy. Xóa tài khoản thì các bạn biết rồi, những tài khoản nào hỏng thì các bạn sẽ ấn chọn vào nó. Các bạn sẽ chọn vào nó chẳng hạn, sau đó các bạn xóa thì nó sẽ về nằm ở trong thư mục xóa. Còn cái phần kiểm tra tài khoản này. Kiểm tra tài khoản này nó có rất nhiều, kiểm tra rất nhiều cái dữ liệu của tài khoản. Nhưng mà các bạn không cần chọn các cái khác làm gì cả. Bởi vì nó không, thứ nhất là nó không có tác dụng mấy. Thứ hai là nó có thể gây ra chết nick của các bạn. Do đó các bạn chỉ có check in for ID này thôi, để các bạn kiểm tra thông tin nick thì nó an toàn hơn cho các bạn. Còn cái phần cập nhật thông tin này thì các bạn cũng không cần thiết, không cần phải sử dụng nó. Còn cái cập nhật dữ liệu này nó cũng không cần thiết. Bởi vì chẳng qua ở cái cập nhật dữ liệu này là tức là nếu như các bạn nhập dữ liệu sai thì các bạn cập nhật. Nhưng mà rất ít khi phải sử dụng đến cái trường hợp này. Do đó là các bạn có thể nghiên cứu thêm, còn mình sẽ không nói sâu về các cái này. Cái quan trọng tiếp đó là cái phần chuyển thư mục. Ví dụ những cái nick này đang nằm ở trong cái thư mục nick mới. Nếu như các bạn muốn chuyển chọn mấy cái 6 cái nick này, các bạn muốn chuyển nó sang một cái thư mục nó test demo này chẳng hạn, thì các bạn ấn chuyển vào nút chuyển thư mục, xong sau đó các bạn có thể chuyển đi bất cứ cái thư mục nào, hoặc là các bạn tạo thêm một cái thư mục và các bạn chuyển sang để các bạn dễ dàng quản lý cái dữ liệu của các bạn, quản lý cái tài khoản của các bạn. Còn tiếp theo là về cái phần chức năng này. Thì trong cái phần chức năng này thì các bạn cũng không cần thiết phải quan tâm đến nó nhiều. Những cái này nó cũng không có áp dụng nhiều, chỉ có mỗi cái lập trùng tài khoản này thôi. Nhưng mà lập trùng tài khoản này cũng ít khi các bạn phải sờ đến nó lắm. Cho nên những cái chức năng này các bạn nghiên cứu thêm thì các bạn nghiên cứu, chứ còn mình không khuyến khích các bạn sử dụng các cái chức năng này. Tiếp theo đó là cái phần Profile Chrome. Thì khi mà cái ổ cứng lưu trữ dữ liệu của các bạn nó bị đầy thì tức là cái profile của mỗi cái nick nó rất nhiều, nó nặng, thì các bạn sẽ phải vào đây và tiến hành xóa bớt cái cách profile này đi để cho nó nhẹ cái dữ liệu mà không ảnh hưởng gì đến nick cả. Có thể xóa cách profile hoặc các bạn có thể dọn dẹp profile thì để nó xóa bớt cái dữ liệu rác của cái nick. Còn các bạn đừng ấn vào nút xóa profile là nó xóa hết cả nick luôn. Thì các bạn chỉ cần xóa cái cách profile này mà nó sẽ làm giảm nhẹ đi cái ổ cứng của các bạn. Tiếp theo là ở cái phần backup dữ liệu. Thì thông thường là các bạn cũng không cần sử dụng đến các cái này mới. Do đó là nếu như các bạn có tìm hiểu thì sau này các bạn tìm hiểu thêm sau. Còn mình không khuyến khích các bạn ngay mới đầu các bạn tập vào mấy cái này. Nó sẽ làm hỏng dữ liệu, hỏng nick của các bạn. Tiếp theo là cái phần giải checkpoint này. Những cái nick mà nó bị checkpoint này thì nó sẽ có thể giải checkpoint để nó làm cho nick sống lại. Nhưng mà ở cái phần giải checkpoint này nó không đơn giản lắm. Cái này thì mình sẽ nói sau. Còn các bạn tốt nhất là mới đầu thì các bạn cũng không nên học và không nên mày mò những cái này. Nó sẽ làm hỏng nick của các bạn. Còn đến cái phần tải danh sách này, nó không quan trọng lắm. Sau đó là những cái nào mình hướng dẫn thì các bạn nên làm, còn những cái nào mà mình không hướng dẫn thì các bạn có thể tìm hiểu thêm và nghiên cứu thêm. Chứ ngay từ thời điểm đầu thì các bạn không nên mày mò và tập tành quá thì nó sẽ gây ra chết nick của các bạn. Mình khuyến khích các bạn làm như thế này để cho đảm bảo an toàn cho các bạn là chính. Trong video này thì mình cũng chỉ hướng dẫn đến đây thôi. Thì còn lại các bạn xem tiếp các video lần sau của mình.